tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm đầu tiên của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự chú ý của mọi người là động lực sáng tác của tôi, có thể có rất nhiều thiếu sót, tôi sẽ cố gắng cải tiến, hy vọng ngoài miệng lưu tình. Nữ cương xuyên Việt, nữ tôn vì không phải vô não, kết cục viên mãn ở thế kỷ 21 y đọc xong tuyệt đỉnh cấp đặc công ngoài ý muốn xuyên vào dị thế dưỡng nữ dịch phù giao trên người, vừa tỉnh lại dĩ nhiên ở trong quan tài, bị thay gã thành hoàng khố thế tử phu nhân thế tử đào hôn chỉ có thể cùng gà trống bái đường. Dịch phù giao chưa bao giờ đem hy vọng ông ở trên người bất luận kẻ nào, nàng chỉ tin tưởng dựa vào chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Dùng y thuật trị liệu vương gia tàn phế, bình tĩnh cứu các chủ vô tâm các bị đông đảo sát thủ đuổi giết ra. Nhìn về phía triều đình phong vân biến ảo, nàng bình tĩnh ứng đối nguy hiểm khắp nơi, thành lập thiên địa thuộc về mình, triệt để nắm giữ vận mệnh của mình, nàng chỉ muốn trở thành cường giả vô địch, nhìn chung thiên hạ. Ai chủ trì nổi? Chương một: Gà trống Tân Lan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không hai: Cứu chữa không rõ thiếu niên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không ba: Tiếng cung phong ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không bốn phế thụy vương chiêu danh y bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không năm gặp chuyện bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không sáu thần bí cách ân đại lục bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Yêu cầu thượng thư phủ cho nàng xóa tên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 08 Cùng cách, thái tử thăm dò cảnh cáo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 09 Xây nhà xa hương tửu lâu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lạnh gấm thần, cảm ơn ngươi lễ vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.